Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Chúng tôi đang gửi đến quý vị một bản tin và đây là một cái thảm kịch và một mảng trong vấn đề xã hội của Hoa Kỳ mà có thể nói ở khắp nơi trên thế giới. Tình trạng của những bố mẹ già mà nuôi con trai hay là con gái mà bị những vấn đề tâm thần ma túy. Đây là Joseph Gervin, 41 tuổi. Và trong suốt thời gian qua, sống chung với bố mẹ trong một cái căn mobile home ở San Juan Capistrano, quận Cam, gần với biển Dana Point đó, thưa quý vị. Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, cảnh sát nhận được điện thoại 911 từ những công nhân đang sửa chữa đường phố. Khi mà họ nói chúng tôi đang làm việc, tự nhiên có một cái tên đàn ông cầm cái xẻng tới đánh phá tùm lum tà la hết, rồi la hét. Thì khi cảnh sát tới nơi, và đây là hình ảnh đến ngày hôm nay đó, thì sở cảnh sát quận Cam mới cung cấp sau khi họ đã thực hiện thành công cuộc điều tra, bởi vì liên quan tới việc cảnh sát nổ súng bắn chết người. Trong số này có 4 viên đạn bắn vào Joseph, 3 viên đạn thì họ bắn hù dọa, tức là cảnh sát của quận Cam cũng không muốn gây thương tích hoặc giết hại. Nhưng mà cho dù bắn 3 phát đạn mà tên này vẫn tiếp tục tấn công cảnh sát. Đây là cái khu vực mà đã xảy ra cái thảm kịch này. Cho nên cảnh sát bắn, và viên đạn thứ 4 đã cảnh sát thực sự là nhắm để triệt hạ cái tên này, bởi vì quá nguy hiểm. Thì đây là hình ảnh hắn ngã xuống, một viên đạn vào bụng. Thế nhưng cũng tội nghiệp bởi vì cái tình trạng tâm thần mà. Khi mà cảnh sát tới nơi, nghĩa là hắn bị đau quá đó, cho nên giãy giụa, nghĩa là la hét. Cảnh sát tới nơi đó, họ đè xuống để kêu, để trong sờ xe cứu thương tới đó, thì hắn mới van là cái người cảnh sát là giết tôi đi luôn. Thế nhưng tại sao dẫn đến cái vụ này mới kinh hoàng thưa quý vị? Bởi vì trước đó đó, khi mà cảnh sát tiến vào nhà của Joseph đó, thì tìm thấy ông bà, bố mẹ của Joseph chết trong nhà và họ bị chặt đầu. Thi thể của họ bị chặt đầu chết. Con chó ông bà nuôi ở trong nhà cũng bị hắn dùng dao xẻo giết luôn trong nhà. Hàng xóm thì nói rằng gia đình này yên tĩnh lắm, họ nuôi đứa con trai ngỗ nghịch hoặc là ma túy nghiện ngập. Và họ nói trước khi xảy ra cái sự việc mà giết người này đó, là tên này đã từng nổi cơn. Có thể là lên nghiện ma túy quá sức và nhất định cứ kêu ông bà cho tiền để mua ma túy. Nhưng mà có thể là ông bà đã không còn tiền nữa, hoặc là không muốn con tiếp tục sử dụng ma túy. Và thậm chí quý vị biết đó, trong trường hợp mà tâm thần như vậy đó, quận Cam và California họ hỗ trợ cho những người tâm thần bằng cách là cung cấp thuốc. Mà trong cái chương trình Medi-Cal họ có cung cấp nữa để cho những người này uống thuốc, nhưng mà với điều kiện họ phải uống hàng ngày. Rồi nếu mà xảy ra cái tình trạng bạo lực trong gia đình đó, bố mẹ, những người thân phải báo với cảnh sát. Mà khi cảnh sát thấy rằng đã xảy ra cái tình trạng bạo lực đó, họ sẽ bắt ông Joseph này đưa vào trong nhà giam. Vào nhà giam cho những người tâm thần đó, họ giám sát và cho những người này uống thuốc hàng ngày. Cho nên nếu mà thật sự bố mẹ đó, chắc có vẻ vì quá thương con luôn, cho nên đã nuôi con cho tới giờ phút này 41 tuổi mà vẫn giữ trong nhà, và thậm chí cũng che giấu cái chuyện con ma túy hoặc là tâm thần với những người ngoài cho đến khi quá muộn. Một cái ngày đó gia đình nói, và những người hàng xóm nói, trước ngày 8 tháng 7 đó, ngày 9 tháng 7 thì cảnh sát bắn y chết. Nhưng mà ngày 8 tháng 7 đó là có người hàng xóm thấy là đã nghe tiếng cãi nhau, và có người nhìn thấy là Joseph đã đánh ông già của mình. Sau đó thì họ thấy im lặng hết. Nhưng mà không ngờ sau khi đánh ông già ngã gục đó, là hắn đã dùng dao chặt đầu luôn cả bố mẹ và con chó trong nhà này.
Và thưa quý vị, cái vụ mà cái tàu Superyacht của ông tỷ phú Mike Lynch bị lật ở tại Italy đó, mà bản thân ông và cô con gái 18 tuổi và 4 người khác bị chết, thì vào sáng ngày hôm, xin lỗi quý vị, ngày hôm qua, phía công tố viên ở tại Italy cho biết bây giờ họ chính thức điều tra cái người captain của cái con tàu này về cái tội thứ nhất là ngộ sát và thứ hai là làm đắm tàu. Thì đây là hình ảnh của ông James Cutfield, 51 tuổi. Ông này mang quốc tịch New Zealand, được ông tỷ phú Mike Lynch thuê full time làm captain cho cái con tàu. Thì bây giờ đó, phía Italy cho biết là trong số 15 người mà sống sót trong cái vụ lật tàu này thì hết 8 người là thuộc crew members, cộng luôn cái ông captain này đó. Còn chỉ một số ít còn lại là những cái người khách, bạn gia đình của ông tỷ phú. Thì bây giờ đó, phía công tố viên Italy cho biết là họ đã thẩm vấn ông Cutfield này 2 lần trong tuần vừa rồi, và sau ngày hôm qua là cái lần cuối cùng thẩm vấn ông Cutfield này. Có thể họ sẽ thẩm vấn thêm một cái người crew member, mà bây giờ phía công tố viên họ nói là họ có bằng chứng xác nhận là cái người crew member đó đang on duty vào cái đêm. Thì quý vị cũng biết chắc là giống như khi mà tàu băng đêm khuya đó, tất cả mọi người đi ngủ, nhưng mà có một số người crew member là họ phải thức để mà quan sát máy móc hay gì đó. Thì họ, phía công tố viên cho biết họ đã tìm ra cái người crew member nào mà on duty trong cái đêm đó, lúc mà cái tàu nó bị gặp tai nạn, nó gặp vấn đề. Thì cái người crew member đó cũng là một trong những người mà sống sót. Thì bây giờ phía công tố viên nó có vẻ như họ đang điều tra theo cái hướng là những người crew member này nó biết có một cái gì đó sai sót trục trặc cho, nhưng mà họ không báo hay họ không làm hết chức trách, mà bản thân họ thì lại sống sót được mà khiến cho những người khác bị chết. Thì được biết là ông Franco Romani, thưa quý vị, một trong những kiến trúc sư mà tham gia design cái con tàu này đó, ông nói là cái con tàu được thiết kế, cái thiết kế không nói, và những cái chất liệu của nó là có thể chịu đựng được thời tiết bất kể như thế nào, xấu như thế nào, nó cũng không có chìm. Nhưng mà bây giờ cái ông kiến trúc sư này đã, ông nghi ngờ là một cái hatch ở bên hông của tàu lúc mà gặp tai nạn đó đã bị mở, và con tàu này bị nước tràn vào cho nên nó mới bị chìm nhanh như vậy. Đây là hình ảnh và câu chuyện một lần nữa, thưa quý vị, cho thấy có những hành vi không hiểu được tại sao lại dẫn đến cái tình trạng như thế. Ngay cả một sinh viên tiến sĩ, tức là đang chuẩn bị luận án tiến sĩ về ngành tâm lý California, đây cô Vizzy, 31 tuổi, lại là người bạn rất thân của cặp vợ chồng có 2 đứa nhỏ xinh đẹp như thế. Nội vụ xảy ra mới đây khi cảnh sát tới nhà và họ vào bệnh viện và khám phá một đứa bé sơ sinh bị chết trong nhà vào lúc cô Vizzy này chăm sóc 2 đứa nhỏ. Và từ California cô bay sang Pennsylvania, và 2 người bạn này là bạn rất là thân, mà họ nói rằng họ không bao giờ ngờ là chính người bạn và là một người trong gia đình ai cũng thích thương hết trơn á, lại có cái hành vi tàn nhẫn như thế. Khi mà cảnh sát tới nơi đó, vào bệnh viện đó, bé nó chết rồi đó, thì cô Vizzy nói rằng trong lúc đang chăm sóc 2 đứa nhỏ đó, 2 người bạn này họ ra ngoài đi party, cho nên mới nhờ và thấy rằng bạn của mình thân tới nhà mình chơi, thì cô nói tụi bay cứ đi đi, tao để ở nhà tao chăm sóc 2 đứa nhỏ cho, thì tin tưởng mà. Thì cô này, cô Vizzy nói rằng trong lúc đang chăm thì đứa bé này nó rớt từ trên cái ghế ngồi, nó rớt xuống đất. Nhưng mà cái vết thương đó thì cảnh sát nói là không thể nào, và bác sĩ cũng chứng minh là do cái tình trạng mà bạo lực dẫn đến đứa bé chết. Rồi đứa anh trai nó của nó, tức là cặp song sinh, 2 đứa con trai, thì đứa mẹ bé này có bị cũng có những vết thương mà không nguy hiểm đến tính mạng. Thì bây giờ đó, theo luật của Pennsylvania, do cái hành động này rõ ràng họ đứng chứng minh là cố ý đó, và phiên tòa sắp diễn ra đó, là hiện nay công tố viên đang yêu cầu án tử hình. Mà điểm đáng chú ý, đây là sinh viên tiến sĩ đã có bằng master rồi,
mà chuyên nghiên cứu về tâm lý học, đặc biệt cái khoa những ảnh hưởng tác động bên ngoài gây tâm lý cho một người như thế nào. Cái tác động đó nhiều vấn đề, từ ma túy cho vấn đề mà xã hội. Thì đây là sinh viên luận án tiến sĩ về tâm lý, mà bây giờ họ nói rằng chắc có thể là vì không có con, không có bạn trai, hoặc là một cái trong mức một cái hành động nào đó đã khiến cho gây chết người cho chính bạn của mình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị trở lại chiều nay trong bản tin nổi bật. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui. Trân trọng kính chào.